Em Tuấn đã test cho bác đôi loa B3. Riêng đôi loa này thì báo cáo các bác là bác đã mở cái bộ phân tần của nó, được củ loa. Đôi B3 được thiết kế với lại một bát 25 và hai chung hai tép, một thùng loa này 5 loa luôn ạ. Đôi loa B3 này hàng đẹp, đẹp tuyển chọn cho bác là mức giá 5,6 triệu. Còn hàng bình thường thì có đôi 5 triệu, 5 triệu 2 có, hoặc là 4 triệu 6 cũng có, hơn 4 triệu cũng có bạn. Nhưng 4 triệu nó xấu, tóm lại là đẹp, đẹp xuất sắc 5,6 triệu. Bác nào nhu cầu liên hệ với em nhé. Em Tuấn là test không dây và thẳng loa luôn. Trên con vang D TD 228 và đánh có đẩy Mỹ này, có đẩy Mỹ này, đốc 4 này, MU 4. Test không dây luôn ạ.
Đôi này thì bao hát hay, đôi này hát hay lắm, karaoke hay, nghe nhạc hay. Chất bát, chất âm thì không thể chê được, bởi vì con này thiết kế có cả bát, cả chung, cả tép luôn. Một thùng 5 loa luôn ạ. À, bác nào cần clip chi tiết về giới thiệu củ loa con này, bác cứ báo cho em gửi chi tiết củ loa cho. Chào bác. Đôi này 5 triệu 6 bác nhé, 5 triệu 6. 5 triệu 6 nó về nhà bác nó sẽ đẹp hơn này rất là nhiều. Đây là chưa dọn đâu. Về nhà bác nó dọn nó đẹp, xuất sắc luôn. Không có vết gì đâu. Điều hai thôi thì sao? Em khui vô tình một con nó đặt đây. Đây, có nhìn này. Đằng trước của em nó đây. Đẹp như mới luôn. Con này là nó nẹp, nẹp bằng nẹp hai cái nẹp hai bên. Cái này vẫn chuyển cho tí không hiểu gì cả. Nó nẹp bằng hai cái nẹp hai bên này. Em sẽ mở nẹp nhé. Mở cái vít nẹp hai bên này. Các nhìn này, tất cả ốc đều là bằng ốc gen. Ốc này là bên bên trong nó đều có nở sắt vặn bằng gen vào với nhau. Chứ không bao giờ có ốc nít nở vít gỗ đâu ạ. Đấy. Đấy. Tất cả đều là ốc ép hai miếng thép to và như thế này. Đấy, nhìn đây. Đấy, bề bà đấy. Nhìn xứng đáng chưa? Xứng đáng đồng tiền cho bác. Đấy, bề bà chào bác đây. Ôi chủ hồ. À, không biết nói là mới thì bác ạ. Nói mới cũng được luôn đấy. Ok chưa? Em và Tuấn sẽ mở một bên cho bác nhé. Này. Dòng này nói mới luôn cũng được bác ơi. Ôi trời ơi, mẹ nhìn. Đôi loa chỉ biết suýt xoa bác xứng đáng đủ tiền bác nhé. 6.3 triệu đôi này, 6.3 triệu đôi này bác nhé. Bác 25 vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Dòng này không hay, em Tuấn không lấy tiền. Dòng này thiết kế này, hai loa chung một thùng này, hai loa tép một thùng. Đây có tép, đây có chung này, bên này có tép không chung, được chưa? Vậy là một thùng này là 4-5 loa đây. B3 nha. Tất cả thêm bác. B3 thiết kế cả chung lẫn đẹp ạ. Ôi chào. Được chưa? Thế đã đủ. Đủ cho bác chưa? Em mà vặn nốt cái giữa ra đấy chứ. Để xem này. Đây rồi. Để tháo nốt giữa đây. Còn bát giữa cho bác nhìn. Riêng dòng này thì báo cáo bác là uy tín với bác luôn. Đã bảo rồi, bao không hay không lấy tiền, không chất không phải lấy tiền các bác luôn. Mẹ nó như mới, nó là như mới luôn. Lô này đẹp, lô này đẹp, phòng chưa đẹp bác ơi. Ôi trời bác ơi, ôi trời bê ba đẹp chưa, này bê ba đẹp chưa, này dập số luôn nhá, hết số luôn. Hết số luôn bác nhá. Đây, giờ đem Tuấn nhấc điện thoại xuống cho bác nhìn cho sướng. Nhấc hẳn xuống cho bác nhìn cho thích. Chứ để cao quá bác nhìn không sướng đúng không ạ? Em sẽ nhấc xuống đây. Bác nhìn chưa? Đây là con tép của bên B3. Bác nhìn xem gần như là mới luôn. Gần như là mới nhá. Tép của B3. B3. Đây là con chung này. Loa karaoke và nghe nhạc nó thiết kế cả chung và tép mà liên quan đến nữa. Hai con chung bên này con nữa, bên này con chung con tép nữa, được chưa? Một thùng hai chung hai tép, vậy là một thùng là 5 loa đây ạ. Con bát 25 của B3, dòng này mà các bác còn chê nữa thì đúng là em Tuấn đóng cửa hàng khỏi phải bán. Thế nhìn chưa, phân tần nó khủng chưa ạ? Cái gì, cái bộ phân tần này chắc phải đôi triệu. Riêng cái đôi phân tần của đôi loa này, bác nguyên cái bộ phân tần này là phân tần của nó 5 loa mà. Con nhìn này, 5 loa lên phân tần nó nhiều không? Ôi chào. Con nhìn nó eo xem nào. Sợ luôn nhỉ. Đôi này 6.3 triệu một đôi, thôi nhé, 6.3 triệu. Đây, nó một chiếc đấy nữa, 6.3 triệu một đôi.
Dòng này mà bác nào bây giờ bạn lấy vài đôi chắc em tuấn bó tay. Bác chú ý hộ em nhé, ở cái máy quay của em ở bên bên ngoài này, em nhìn nó ví dụ nó kích thước nó 10 chẳng hạn, nhưng vào trong máy quay nó chỉ còn khoảng 6 thôi. 6 7. Trong trong máy quay bác đang xem nó bé hơn nhiều. Đấy. Đối với đôi này em báo giá luôn rồi bác nhé, 6 triệu 3. Còn đôi loa full bên kia cũng là B3.